từng giờ từng giờ tương tục nơi tâm bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa dần dần được viên mãn khi ấy dần dần thân cận trí nhất thiết trí do đó mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm lợi ích lớn cho các hữu tình lại nữa, mãn tử tử, nếu các Bồ Tát muốn khuyến hóa hướng dẫn người khác thọ trì tịnh giới, các Bồ Tát này trước hết phải tự khởi tâm, tâm sở tương ứng với tịnh giới, sau đó mới khuyến hóa hướng dẫn người khác thọ trì tịnh giới. Đã khuyến hóa hướng dẫn người khác thọ trì tịnh giới rồi, lại làm cho họ hồi hướng về trí nhất thiết trí. Bồ Tát như vậy là tự tu thiện căn hồi hướng sự cầu trí nhất thiết trí lại khuyến hóa hướng dẫn các hữu tình khác phải tâm thanh tịnh thọ trì tịnh giới thọ trì tịnh giới rồi lại làm cho họ hồi hướng trí nhất thiết trí mới có thể gọi là bậc thầy khéo léo giáo hóa các thiện nam thiện nữ vân vân nếu các Bồ Tát dạy dỗ giáo huấn bậc thanh văn thừa khiến họ siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát hồi hướng cầu trí nhất thiết trí để các Bồ Tát này hơn Bậc Thanh Văn Thừa. Nếu Bậc Thanh Văn mà dạy dỗ giáo huấn vị Bồ Tát Thừa, khiến vị ấy siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, hồi hướng cầu trí nhất thiết trí thì Bậc Thanh Văn này không hơn vị Bồ Tát mà là Bồ Tát hơn vị kia. Như có người nam cõng người vàng dòng đi đến nước xa xôi khác, thì dung mạo ánh sáng người vàng này hơn người nam kia. Như vậy giả sử có hàng hà gia số bậc thanh văn thừa dạy dỗ giáo huấn vị Bồ Tát thừa, làm cho vị ấy siêng năng tu học, tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, thì một vị Bồ Tát này hơn tất cả bậc thanh văn kia, lại cũng như người nam cõng người thủy tinh đến nước xa xôi khác. Dùng mạo ánh sáng của người thủy tinh này hơn người nam kia, cũng vậy có hàng hà sa số thanh văn thừa ở ngàn đại thiết thế giới dạy dỗ giáo huấn vị Bồ Tát, làm cho vị ấy siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, thì một vị Bồ Tát này hơn tất cả bậc thanh văn kia, vì sao mãn từ từ vì các bậc thanh văn từng giờ từng giờ dạy dỗ giáo huấn một vị Bồ Tát, thì từng lúc từng lúc vị Bồ Tát này hơn hẳn tất cả bậc thanh văn. Giả sử trải qua hàng hà sát số kiếp, chủ ở bậc thanh văn, dạy dỗ giáo huấn một vị Bồ Tát làm cho vị ấy siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, thể thiện căn công đức của một vị Bồ Tát này, ngày đêm được tăng trưởng. Lại nữa mãn từ tử, ví như vàng dòng được tinh luyện nhiều lần, thì màu sắc của nó ngày càng sáng, bồ tát cũng vậy từng giờ từng giờ các chúng thanh văn dạy dỗ giáo huấn làm cho vị ấy siêng năng tu học tịnh giới Hy ba la mật đa của bồ tát rồi bồ tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí từng lúc từng lúc tịnh giới Hy ba la mật đa của bồ tát càng được trong sáng từng giờ từng giờ tịnh giới Hy ba la mật đa của bồ tát càng được trong sáng từng lúc từng lúc công đức của bồ tát càng hơn công đức của tất cả thanh văn bởi vì công đức của thanh văn chỉ hồi hướng nết bàn không cầu hướng đến trí nhất thiết trí lại nữa mãn từ từ như ngọc lưu ly li, từng giờ từng giờ được người thợ mài rũa từng lúc từng lúc ánh sáng càng trong suốt bồ tát cũng vậy từng giờ từng giờ các chúng thanh văn dạy dỗ giáo huấn khiến cho vị ấy siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của bồ tát rồi bồ tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí từng lúc từng lúc tịnh giới ba la mật đa của bồ tát được trong sáng từng giờ từng giờ tịnh giới ba la mật đa của bồ tát được trong sáng từng lúc từng lúc công đức của bồ tát càng hơn công đức của tất cả thanh văn thừa bởi vì công đức của thanh văn chỉ hồi hướng niết bàn không cầu hướng đến trí nhất thiết trí lại nữa mãn từ từ như người họa sĩ giỏi dùng các màu vẽ hình người trước tiên lấy một màu vẽ làm chuẩn sau đó tô lấp nhiều màu khác lên, từng giờ từng giờ dùng các màu dần dần tô lấp vào, từng lúc từng lúc dung mạo hình sắc càng đẹp hơn họa sĩ kia gấp trăm ngàn lần. Bồ Tát cũng vậy, từng giờ từng giờ các chúng thanh văn dạy dỗ giáo huấn, khiến cho vị ấy siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Từng lúc từng lúc tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát được trong sáng, từng giờ từng giờ tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát được trong sáng từng lúc từng lúc công đức của bồ tát hơn công đức của tất cả thanh văn bởi vì công đức của thanh văn chỉ hồi hướng niết bàn không cầu hướng đến trí nhất thiết trí nhưng bồ tát này nhờ sự dạy dỗ giáo huấn của các thanh văn nên các công đức thiện can của sự tu hành ngày đêm được tăng trưởng lại nữa mãn từ từ như có người trồng cây tùy lúc tưới bón chăm sóc sửa sang từng giờ từng giờ tưới bón chăm sóc sửa sang cây đó từng lúc từng lúc cây đó lớn nhanh dần dần cao lớn bồ tát cũng vậy được vô lượng thanh văn dạy dỗ giáo huấn làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của bồ tát rồi bồ tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí bồ tát này từng giờ từng giờ được vô lượng thanh văn dạy dỗ giáo huấn làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của bồ tát rồi bồ tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí từng lúc từng lúc tịnh giới ba la mật đa của bồ tát lần lượt được tăng trưởng từng giờ từng giờ tịnh giới ba la mật đa của bồ tát lần lượt được tăng trưởng từng lúc từng lúc bồ tát hơn hẳn tất cả thanh văn độc giác tịnh giới bà la mật đà của bồ tát càng được trong sáng càng được hưng thạnh dần dần thân cận với bổn nguyện cầu trí nhất thiết trí bởi vì bồ tát này hơn hẳn thanh văn độc giác lại nữa mãn từ tử ví như có người đem lửa nhỏ đốt cây cỏ khô từng giờ từng giờ lửa bén vào cây cỏ từng lúc từng lúc lửa dần dần bốc cháy lan rộng từng giờ từng giờ lửa dần dần bốc cháy lan rộng từng lúc từng lúc ngọn lửa phát triển càng lớn lần lần chiếu sáng nhiều do tuần rồi đến hơn trăm hơn ngàn cho đến vô lượng do tuần. Bồ Tát cũng vậy, được vô lượng thanh văn dạy dỗ giáo huấn, làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Từng giờ từng giờ Bồ Tát này được vô lượng thanh văn dạy dỗ giáo huấn, làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Từng lúc từng lúc tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát dần dần được trong sáng hương thạnh từng giờ từng giờ tịnh giới bà làm mật đa của bồ tát dần dần được trong sáng hương thạnh khi ấy công đức của bồ tát hơn vô lượng công đức dạy dỗ giáo huấn của thanh văn thừa bởi vì công đức của thanh văn chỉ hồi hướng niết bàn không cầu hướng đến trí nhất thiết trí lại nữa mãn từ tử ví như có người đào mỏ lấy vàng lấy rồi đem bán sẽ được giá trị quý hơn gấp trăm ngàn lần người bán kia bồ tát cũng vậy từng giờ từng giờ được vô lượng thanh văn dạy dỗ giáo huấn làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của bồ tát rồi bồ tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí từng lúc từng lúc tịnh giới ba la mật đa của bồ tát hơn gấp trăm ngàn lần công đức của thanh văn kia vì công đức kia chỉ hồi hướng niết bàn không cầu hướng đến trí nhất thiết trí tịnh giới ba la mật đa của bồ tát quyết định cầu trí nhất thiết trí làm lợi ích lớn cho các hữu tình Bây giờ mãn tử tử nói với xá lợi tử Bồ Tát thành tựu diệu pháp rộng lớn, nghĩa là các Bồ Tát được bậc thanh văn dạy dỗ giáo huấn, làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Các Bồ Tát này hơn bậc thanh văn thừa. Nếu bậc thanh văn dạy dỗ giáo huấn vị Bồ Tát thừa, làm cho siêng năng tu học tịnh giới ba la mật đa của Bồ Tát, rồi Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí thì bậc thanh văn này không hơn vị Bồ Tát kia, chỉ có Bồ Tát hơn thanh văn kia. Xá lợi tử liền đáp với cụ thọ mãn từ từ. Đúng vậy, đúng vậy, Bồ Tát thành điệu diệu pháp rộng lớn hơn hẳn độc giác và các thanh văn. Thế quyển thứ 584